phố Đình Thôn thuộc phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, mới đây xuất hiện 200 cột thép có kích thước bằng nhau dọc theo vỉa hè hai bên đường. Các cột đều sơn màu đỏ, trên thân cột có gờ để gắn biển hiệu và hai nhánh để treo cờ và đèn lồng. Thế nhưng theo người dân, việc đồng phục hóa đã khiến con phố trở nên loè loẹt, nhếch nhác. Trong khi trước đó, việc xây dựng tuyến phố kiểu mẫu theo cách đồng phục hóa này đã từng được áp dụng ở phố Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân cách đây 2 năm và đã thất bại. Và trên thực tế, tuyến phố kiểu mẫu Đình Thôn đang gây ra không ít bức xúc cho người dân sinh sống tại đây. Mà nói về trồng bây giờ nói thật ra cái vỉa hè làm sao người ta gọi là vườn đông hè thoáng thì là nó tự nhiên lại trồng cái cột thì nó cũng có những cái nó cũng thấy nó tức mắt mà nó bất tiện. Đấy mà bây giờ đi bộ nó bình thường không sao mà cứ nghênh cái là cứ vi va rồi. Từ ngày làm cái cột này lên thì như thế là chật lắm. Đường này quá chật. Cứ 5 giờ chiều cháu ra đây với 7 giờ sáng cháu ra đây à, tắc hết đường. Nó không qua cái đường người ta đi nữa. Mô hình này không thích hợp lắm vì là biển treo cao quá. Mọi người hầu như là rất là đi đâu cũng chẳng ai nhìn thấy mình kinh doanh cái gì cả. Ai mà tự nhiên thấy ngước cổ lên để nhìn được biển mình bán hàng cái gì. Những cột đỏ chi chít chen lấn trên vỉa hè đã vô tình đẩy người đi bộ xuống lòng đường. Các vỉa hè cũng không có diện tích giống nhau, một số nhà có biển quảng cáo, một số không, khiến tuyến đường dù đã được đồng bộ nhưng lại trở thành nhếch nhác, lộn xộn. Thiết nghĩ việc đồng bộ các tuyến đường cần được xem xét nghiêm túc và xin ý kiến các chuyên gia để không xảy ra lãng phí, gây mất cảnh quan đô thị.